Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức Hà Nội vừa phẫu thuật thành công cắt bỏ khối u quái cho một cháu bé sơ sinh 1 tuần tuổi. Đây là một trường hợp khá hiếm bởi khối u nặng hơn cả cơ thể cháu bé và nằm ở vị trí khó bóc tách. Bệnh nhi nữ sinh ngày 5 tháng 12, nặng 4,6 kg, trong đó khối u dính vào phần xương cùng cụt, sát bộ phận sinh dục có trọng lượng lên đến 2 kg. 5 ngày sau, khối u đã tăng lên 2,7 kg. Ca phẫu thuật được thực hiện vào sáng 11 tháng 12. Trong hơn 2 tiếng, các bác sĩ đã tiến hành bóc tách khối u và tạo hình bộ phận sinh dục cho cháu bé. Theo các bác sĩ chuyên khoa ngoại, đây là một trường hợp dị tật khá hiếm gặp bởi khi giải phẫu khối u, phát hiện trong đó có các bộ phận cơ thể không hoàn chỉnh, gồm tay chân bị teo nhỏ, dạ dày, ruột non, bàng quang, tóc mọc trên da đầu. Tuy nhiên, chưa thể gọi đây là trường hợp song thai bởi khối u không có sọ, mặt, cột sống. Ngoài ra, đây cũng là một ca phẫu thuật rất phức tạp, khả năng xảy ra rủi ro là không nhỏ. Lẽ ra bình thường là cái trực tràng nó nằm ở trước xương cùng cụt và nó dính gần như sát đó. Thế bây giờ khối u nó đặc, nó xâm lấn vào xen vào giữa cái xương cùng cụt và cái trực tràng và nó đẩy cái trực tràng nó vòng lên trước. Đấy là một cái khó, bởi vì nếu mà phẫu thuật không khéo thì anh sẽ cắt đôi trực tràng ngay. Sau khi được bóc tách khối u quái, bệnh nhi đã tỉnh táo và tiểu tiện tốt. Hiện cân nặng của cháu bé là 2,3 kg và đang được chăm sóc đặc biệt tại phòng hồi sức. Các bác sĩ tiên lượng, với thành công bước đầu của ca đại phẫu thuật này, trong tương lai, cháu bé sẽ có một cuộc sống bình thường như mọi đứa trẻ khác. Trước đó, mẹ cháu bé được phát hiện thai nhi mang dị tật khối u từ khá sớm, nhưng được khuyên giữ thai vì có thể phẫu thuật loại bỏ khối u cho trẻ sau khi chào đời. Đây là dị tật hiếm gặp, với tỷ lệ 1 trên 25.000 trẻ sơ sinh mắc phải.